赶快跑起来牵着我们。这个礼物呢，你要对着咱们 CP 里面的人物说，发现这个流行。你要对礼物呢，给你写一个告白，这就搞个流行。比小姑呗，把高中时候都困挂，特别比啦，你挂挂毛牙。西班牙呢，把 Iniesta 古博高中时期，我告诉你，我有个人电话，我拿的。Lukas Podolski cùng một số cầu thủ khác ở của Nhật Bản đang thi đấu và các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu ở J-League 1, nghĩa là giải vô địch quốc gia của Nhật Bản đấy. Đây, ba ngôi sao sáng giá nhất là Andres Iniesta, David Villa và Lukas Podolski. Ok, đợi như cùng 100 đi anh em à, cùng 100 hết. Đây, logo đây, áo đấu đầy đủ hết anh em nha. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách để có cái đội đội hình nhá. Đầu tiên các bạn vào một show. Các bạn dán cái link hack, các bạn bấm một cái link hack để phong mô tả, nó sẽ hiện ra thế này. Rồi các bạn lướt xuống. Đây, đây là rất nhiều các câu lạc bộ mình đã làm mà mình sẽ để đây. Đây rất là nhiều luôn. Ở các giải mình đã ghi rõ các bạn dễ tìm. Thì các bạn trượt xuống nhá, lướt xuống. Đây là giải V-League và các giải khác. Trong đó có Bullingham United Thái Lan này, Mouton United này, Inter United này, Thượng Hải này. Và đây là cái đội hình Vissel Kobe. Đội hình của có Iniesta và David Villa. Anh em bấm vào. Đó, chọn cái link đầu tiên. Tiếp theo, các bạn đợi cho nó thực hiện cái dấu tích V. Đấy, ô trống này các bạn tích vào. Tích vào nha. Các bạn vào click theo tôi cần chi. Đây, các bạn đợi cho nó chạy về khung giây. Ok, rồi các bạn vào get link để lấy link. Ok, bạn cũng đã đoán tại về. Rồi, tiếp theo các bạn vào phần ra shiver để các bạn vào cửa play. Ok, các bạn bước tiếp theo các bạn vào cửa play cho mình. Đây, sẽ play. Các bạn cũng tải mình áp ra shiver. Các bạn đã rớt thì đã. Mới ra các bạn bảng nha. Về nha. Bây giờ anh gọi bắt đầu lại rồi xem. Rồi nha. Về một chút mở. Tiếp theo bạn có phần đào bát cho mình. Đào bát đây. Đào bát. Các bạn tìm vào cái xem Kobe 29 20, bạn tìm vào đi. Bấm vào. Bấm xem. Bạn lựa chọn, lựa chọn cái này. Lựa chọn này. Lựa chọn. Bạn sao chép. Cái mỹ này. Ăn được rồi. Tata. Bạn dán cho mình. Dán luôn. Áp dụng cho tất cả các tên và bấm vào thay thế. Ok, vậy đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào game, mình sẽ được thôi. Bây giờ các bạn vào game thì sẽ được đội hình nha. Và video mình kết thúc ở đây. Anh em thấy hay, đừng quên đừng một like, đừng subscribe, ủng hộ mình nha. Chúc anh em thành công.